Giờ ơi, anh đi làm về rồi nè. Dạ, chờ em một chút. Ra đây, ra đây, anh có chuyện này hay lắm muốn nói cho em biết nè. Hay quá, điệu này hay lắm, điệu mới hả anh? Em ngồi xuống đây. Cái điệu này á là anh mới tập để sắp tới đi thi trong hội làng mình đó. Em nghe thấy hay không? Dạ hay. Nhưng mà anh đi thi hội gì? Là hội trong làng mình tổ chức đó. Nghe nói á lần này tổ chức lớn lắm. Anh còn nghe thêm á là nghe đâu có mấy tay sáo làng bên cũng về dự nữa. Cho nên anh phải tập thật là nhiều để cho nó nhuần nhuyễn. Tập gì á thì tập, nhưng mà anh mới vừa đi làm về, anh phải nghỉ ngơi, phải ăn uống cái đã chứ. Anh đó cứ rảnh tay là tập thổi sáo, riết rồi anh quên vợ của anh luôn. Nè, vợ anh á vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy, làm sao mà anh quên được chứ. Thiệt không? Thiệt. Vậy thì đưa cây sáo này cho em. Em vào trong em sẽ dọn cơm ra cho anh ăn ngay, không thôi nó nguội hết. Ăn xong rồi mới được thổi sáo, biết chưa? Biết rồi. Đây, cơm tết đây nè. À, bữa nay á lại có canh vị gừng nữa ha. Chứ sao, em biết á là anh thích ăn canh có vị gừng, cho nên lúc nào mà nấu canh á em cũng cố tình bỏ vô vài lát gừng trong đó. Vợ anh thiệt là giỏi, đúng là biết cách chiều chồng nha. Nhưng mà anh cũng khác người thiệt đó. Anh biết sao không, canh gì á anh cũng thích bỏ gừng vô đó. Biết rồi á, em cũng thích ăn canh có vị gừng giống anh luôn. Thì vậy vợ chồng mình mới tâm đầu ý hợp chứ, phải không nè? Phải. Thôi ăn cơm đi ông tướng. Ông tướng biết rồi. Ông tướng ăn cơm xong ông tướng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa, chịu không? Dạ chịu. Dành cho được chàng để chàng làm chồng ta, chàng sẽ thổi sáo cho ta nghe mỗi ngày, chứ không phải là người đàn bà kia. Ta không thể sống thiếu chàng thêm một ngày nào nữa. Tiếng vợ mình vậy ta? Vợ? Sao vợ lại ở đây vậy? Thì em đợi anh về. Em nay kỳ nha, sao không ở nhà đợi anh mà lại ra đây đợi anh vậy?
Em đợi coi anh đi thi thổi sáo có đoạt giải không. Chồng của em mà đi thi á thì tất nhiên là phải lấy giải rồi. Em đoán coi anh lấy giải gì. Em mà đoán đúng anh sẽ thưởng cho em. À, để coi. Cây sáo mà được cột nơ đẹp như vậy á thì chắc chắn là anh đoạt giải nhất đúng không? Nè, vợ của anh là đúng là thông minh, em đúng rồi đó. Vậy thì thưởng đi. Thưởng cho em hả? Ừ. Đây á là toàn bộ tiền thưởng mà anh đoạt giải có được đó, anh thưởng cho em. Không. Em muốn anh thưởng cái khác kìa. Thưởng cái gì? Nè, em bữa nay sao lạ lắm nha. Tự nhiên vậy là sao? Không hiểu hả? Vậy mà không hiểu hả? Là hung đó hả? Trời đất ơi, em bữa nay kỳ lắm nha. Đây là giữa đường giữa xá, tự nhiên cái đòi hung là sao? Làm gì mà chồng ngại. Ai có cười thì mặc người ta. Em là vợ của anh, em có quyền chứ bộ. Nhưng mà đây là giữa đường không có được đâu. Người ta thấy người ta dị nghị kỳ lắm thôi. Có gì đâu mà sợ. Có gì đâu mà chồng sợ. Thôi thôi, đứng đây nói chuyện á, người ta thấy mệt lắm. Đi về nhà đi rồi nói chuyện sau nghe không. Đi mình đi thôi. Lẹ đi em. Rồi em tới liền. Đi nhanh đi em. Từ từ, làm cái gì mà gấp dữ vậy? Em có biết không, lúc anh lên trên đó thi á, cũng có rất là nhiều người thổi sáo hay giống như anh vậy đó. Nhưng mà chồng em là giỏi nhất đúng không? Ủa? Cô lại, tại sao lại trong nhà của tôi? Mà tại sao cô lại giống vợ tôi đến như vậy? Em là Lý, em là vợ của anh mà. Còn cô, cô là ai? Tại sao cô giống tôi như hệt vậy? Tại sao lại có hai người giống nhau y chang như vậy? Sao tôi không hiểu chuyện gì hết vậy? Có gì đâu mà anh không hiểu. Cô ta là giả đó. Giả là sao? Làm sao mà giả được? Sao lại không được? Chắc cô ta là yêu tinh biến hình. Anh đuổi cô ta đi đi. Cô nói ai là yêu tinh? Cô mới chính là yêu tinh trá hình đó. Anh ơi, em mới là Lý, là vợ của anh. Anh bị cô ta lừa rồi. Anh đuổi cổ đi đi. Cô mới là người phải đi thì có. Đây là chồng của tôi. Cô là cái thứ gì biến hình ra? Tại sao cô vào đây gạt chồng tôi chứ? Thôi, đủ rồi. Tự nhiên xuất hiện hai người y hệt nhau, làm sao tôi biết ai là vợ của tôi? Chuyện này muốn rõ trắng đen chứ gì. Tôi sẽ báo quan. Em mới là vợ của anh. Anh nhìn cho kỹ đi. Cô cướp chồng tôi thì có. Cô cướp chồng tôi. Ta đã lấy lời khai đầy đủ ở các bên và thu thập một số tình tiết. Nhưng vụ án này rất là kỳ lạ, ta chưa từng gặp bao giờ. Nhưng không sao, ta sẽ có cách tìm ra chân tướng của nó. Các người hãy xem ta xử án. Bịch. Dạ. Bịch bắt hai người này lại. Và bẩm quan lớn, tại sao lại bịt mắt họ lại à? Ngươi cứ yên tâm, đây là cách xử án của ta. Bịt cho kín vào, đừng để cho họ nhìn thấy. Còn ngươi, dạ, cởi áo ra. Những người đàn ông ở đây, ai có thể cho ta mượn áo được không? Chỉ cần hai người thôi. Đi. Hai anh kia cho mượn áo đi. Được. Người đó, cởi ra đi. Cởi ra luôn.
Trong ba cái áo này sẽ có mùi của người chồng. Ta sẽ đưa cho hai người gửi. Nếu các ngươi phát hiện ra cái áo nào có mùi của chồng mình thì gật đầu, còn nếu không phải thì lắc đầu, tuyệt đối không được nói gì hết, rõ chưa? Lính, im lặng. Như vậy là hai người đã nhận ra mùi của chồng mình. Nhưng rất tiếc, ở đây có sự trùng hợp là hai người cùng nhận ra cùng một chiếc áo. Vì vậy ta chưa để xác định được ai giả ai thật. Cho nên ta sẽ có cách khác. Đến ở đây có ba bát canh, mỗi bát có mùi vị khác nhau. Bây giờ ta đưa cho hai người nếm thử. Nếu bát nào có vị mà chồng các ngươi thích thì hãy gật đầu, còn không thích thì lắc đầu, tuyệt đối không được nói gì hết, rõ chưa? Lính, cho nếm thử. Lại có sự trùng hợp nữa rồi. Ngươi đếm thử và cho ta biết đây có phải là gì mà ngươi thích không? Dạ bẩm quan, đúng là đây là vị canh mà vợ con nấu cho con ăn mỗi ngày và con rất thích ạ. Trong này có vị gì? Dạ vị gừng. Đúng là có vị gừng. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tất cả im lặng. Hôm nay vụ xét xử đến đây là tạm dừng. Ngày mai mời mọi người ra đầu làng để xem ta xử tiếp. Các ngươi nghe đây, ta sẽ phất cờ này. Đằng xa kia sẽ có một người đàn ông đi ra. Nếu ai nhận lên chồng mình thì hãy gọi lại. Ta sẽ phất ba lần, sẽ có ba người đàn ông xuất hiện. Tất cả chú ý đây. Người đầu tiên, bắt đầu. Đứng đó, nhìn cho kỹ đi. Sao? Có
phải chồng ngươi không? Còn ngươi, vậy thì ta sẽ cho người thứ hai. Vô. Người thứ hai, bắt đầu. Đứng đó. Nào. Còn ngươi. Được. Vậy thì ta sẽ gọi người thứ ba. Nhìn cho kỹ nha. Lão quan huyện này thiệt là phiền phức. Tổng cộng có 3 người, 2 người đã đi ra không phải là chàng, thì người cuối cùng đi ra đích thị phải là chàng rồi. Như vậy mà lão muốn bài trò cho được. Phen này lão thua ta chắc rồi. Chàng đi ra là ta sẽ gọi ngay. Chàng chắc chắn sẽ thuộc về ta. Chồng tôi đó. Còn ngươi, có phải chồng ngươi không? Bẩm quan, đó không phải là chồng tôi. Sao ngươi biết? Bẩm quan, vì nếu là chồng tôi thì dù cách xa mấy, trăm dặm, nghìn dặm, tôi vẫn nhận ra. Được rồi, lại đây. Sao? Đây có phải là chồng ngươi không? Vậy còn ngươi, đây có phải là chồng ngươi không? Dạ không. Vậy sao lúc nãy á, ngươi dám nhận là chồng của ngươi? Dạ bẩm quan, tại lúc nãy ở xa quá cho nên con nhìn nhầm. Như vậy là giả tạo. Ngươi đã gian dối, dám nhận chồng người khác là chồng của mình. Tội của ngươi phải bị trừng phạt. Bẩm quan. Lính đâu? Bắt cả đều quỳ xuống, đánh trả 50 heo cho ta. Đừng khoan. Dạ khoan. Dạ mong quan đèn trời soi xét. Như con đã nói, lúc nãy ở xa quá cho nên con mới nhìn nhầm, chứ con không dám qua mặt quan đâu. Thôi được, ta sẽ cho ngươi thử một lần nữa gần hơn. Còn nhà ngươi, đứng im, khi nào ta hỏi mới được nói. Mọi người, ra! Hai người hãy nhìn kỹ, trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi? Mặc áo màu gì? Nói cho ta biết. Vậy còn ngươi, trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi? Mặc áo màu gì? Dạ bẩm quan, chồng của con mặc áo màu xanh không thể sai được. Dù xa trăm dặm nghìn dặm, con vẫn có thể nhìn ra. Vậy thì đã rõ, ai thật ai giả mọi người đều biết. Lính đâu? Lôi cỏ ở đây, đánh giả 100 heo cho ta. Dạ bẩm quan, xin quan tha tội, xin quan tha tội. Chẳng qua là con quá say mê tiếng sáo của chàng, cho nên con mới dám cả gan giả dạng làm vợ của chàng để mong được ở bên chàng. Mong quan tha tội, con không dám làm vậy nữa đâu. Thì ra là vậy. Nhưng ngươi là ai? Từ đâu đến? Làm sao có thể giả dạng giống vợ người khác như vậy? Dạ bẩm quan lớn, con vốn là một con rắn tu luyện hơn 500 năm nên có thể biến hóa thành bất cứ ai. Ngay cả quan huyện con cũng có thể biến thành.
Từ lúc con đến sống trong nhà của chàng, hằng ngày được nghe chàng thổi sáo, con đem lòng ngưỡng mộ và yêu chàng. Vì vậy tôi mới giả dạng làm vợ của chàng để được sống bên chàng. Trời ơi, vậy là một con rắn độc nè, nó mới có tài biến hóa như vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ ta hỏi ngươi phải trả lời thành thật. Hôm qua khi ta xử ở đình, ngươi làm cách nào mà qua mặt được ta? Nói cho ta biết. Thưa quan lớn, bởi vì mắt của tôi có thể nhìn xuyên thấu qua vải, dù bịt mắt bao nhiêu lớp tôi cũng có thể nhìn thấy được. Và hôm qua tôi đã nhìn thấy, và nhìn theo vợ của chàng làm thế nào thì tôi làm thế đó. Tôi đã khai thiệt hết rồi, xin quan lớn tha tội. Tôi thề tôi không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Thôi được, kể ra ngươi cũng là kẻ đáng thương, nhưng luật là luật, phải phạt, không thể bỏ qua được. Lẽ ra tội của ngươi phải chịu 100 heo, nhưng xét thấy tình và lý, ta giảm nhẹ còn 50 heo. Nhưng nhớ, sau khi ta trừng phạt xong phải tu tỉnh, không được đi hại người khác nữa, rõ chưa? Lính, đánh 50 heo cho ta. Trời ơi, cái thằng rắn kìa, nó bò kìa. Cẩn thận vậy. Mình đã tạo quan lớn đi em. Dạ thưa quan lớn, xin đa tạ quan lớn. Nhờ cơ quan lớn ra tay mà vợ chồng con mới được sum họp. Ơn nghĩa này con không biết đến bao giờ mới đền đáp được. Được không? Hai người đứng lên đi. Không cần phải đáp ơn nghĩa gì hết. Hai người cứ về nhà đi. Bởi vì ta cũng là người trong làng này. Ta chỉ mong sao từ đây trở về sau, trong làng này có lễ hội gì, chỉ cần người tới hỏi sáo cho dân làng nghe, vậy là đã trả lễ cho ta rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Dạ, đa tạ quan lớn. Em nè, quan huyện đúng là một người tốt bụng, lại tài giỏi nữa. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay thì khó lòng nào vợ chồng mình lại sống hạnh phúc bên nhau, có phải không em? Dạ phải. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay xử án giùm chúng ta thì bây giờ chắc là vợ chồng mình khó lòng mà sống yên ổn với nhau. Vợ nè, vợ chồng mình đang nói chuyện vui mà xem lại buồn vậy. Anh à, mặc dù á là quan huyện đã đuổi được cô gái đó đi rồi, nhưng mà chắc gì cô ta không quay lại phá rối chúng ta. Em thấy lo lắm. Em ơi, anh đã có cách rồi. Cách gì vậy? Anh nói em nghe đi. Sở dĩ xảy ra chuyện vừa rồi là do cô gái rắn đó mê tiếng sáo của anh. Như vậy, chỉ cần anh không cần thổi sáo nữa thì cổ sẽ không theo phá mình nữa đâu. Anh đã quyết định rồi. Như vậy á, anh sẽ hủy cây sáo này đi. Đừng mà anh. Không được. Anh rất mê thổi sáo, nó như là một báu vật của anh vậy. Em nỡ lòng nào để cho anh hủy nó chứ. Không có nhân nhị gì hết. Anh nghe lời em, cây sáo này nhất định anh phải giữ lại nó, để anh còn thổi sáo cho em và bà con lối xóm mình cùng nghe nữa chứ. Chắc là do em cả nghĩ quá thôi, chứ cô gái rắn đó sẽ không quay lại nữa đâu. Hả? Đừng sao vậy?
trời cũng sắp tối rồi, mình vô nghỉ đi anh. Ta không lấy được chàng làm chồng thì ta cũng quyết không để chàng thuộc về người khác. Được rồi, hận này ta quyết phải trả. Chàng hãy chờ xem. Vẫn ở đây thì làm sao mà về được? Ngươi muốn gì? Ta muốn gì thì ngươi cũng biết rồi mà, đâu cần phải hỏi. Ta không có được chàng làm chồng thì các người cũng không được sống yên ổn đâu. Nhưng tại sao, tại sao ngươi lại không giữ lời? Ngươi hứa không bao giờ trở về đây nữa để không làm hại mọi người. Tại sao ngươi nuốt lời chứ? Ừ, ta hứa đó, rồi ta nuốt lời đó. Ngươi làm gì được ta? Bây giờ ngươi muốn gì nữa chứ? Ta muốn gì á thì ngươi cũng biết rồi mà. Ta muốn ngươi phải đi khỏi nơi đây để ta được sống với chàng. Không, ta thà chết chứ nhất quyết ta không rời xa chàng đâu. Vậy được, ta đã chừa cho ngươi một con đường sống, mà ngươi thì tự tìm tới cái chết. Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Về rồi nè. Vợ ơi, em bị sao vậy? Vợ ơi, tỉnh lại đi vợ. Em bị sao vậy nè? Ba bà con ơi, cứu vợ tôi với. Vậy gì vậy? Ủa vụ gì vậy? Chuyện gì vậy? Ủa vợ sao vậy? Không biết. Vô ích thôi. Vợ cậu đã tắt thở rồi. À, cái gì? Như khách mặt của cậu là tao đoán cậu bị trúng độc của con rắn độc rồi đó. Cái gì? Chúng độc con rắn hả? Đích thị là con rắn độc. Giờ đừng bỏ nó đây là chuyện thiệt chứ không ai đâu. Mọi người đi tìm nó, đập chết nó đi. Đi. Đúng rồi đó. Đi. Đi tìm con rắn hả? Lên. Đừng có bỏ anh mà vợ ơi. Giờ tính lại đi vợ. Vợ ơi. Lúc vợ còn sống, vợ nói là vợ nghe tiếng sáo của chồng. Hôm nay chồng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa nha.
Đi theo quan lẹ lên, lẹ lên. Đi, có chuyện gì kìa? Ôi, có chuyện gì vậy? Hả? Quan xử vụ gì nè, hay lắm. Theo quan coi, theo quan coi. Xử vụ gì vậy ba? Có quan còn tới rồi kìa, lẹ lên, lẹ lên. Dạ, bẩm quan. Dạ, không biết. Bà con ơi, bà con quan ơi. Quan tới nhà con có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì, ta tới để thăm anh thôi. Dạ, dạ con mời quan ngồi. Nhà con ẩm thấp, quan đừng chê. Anh đừng có khách sáo, cứ để ta đứng ngoài này được rồi. Nè, đây có phải là cái cây lạ mọc nơi mà vợ anh chết không? Dạ bẩm quan lớn, đúng là như vậy. Vợ của con sau khi bị con rắn tinh hại chết thì ngay chỗ vợ con ngã xuống, hôm sau lại bỗng mọc lên một loại cây lạ. Đặc điểm là cây này lớn rất nhanh. Chính vì vậy con đã làm một cái giàn để dây leo. Vì thương nhớ vợ con nên mỗi ngày con đều ra đây tưới cây và chăm bón rất kỹ. Qua chuyện của vợ chồng anh, ta rất là ái nái. Ta tiếc là ta không đủ tài sức để bắt con yêu tinh cái đền tội. Và bẩm quan lớn, xin quan lớn đừng nhọc lòng. Ồ, cái cây này hoa rất đẹp, mùi thơm rất là dịu ngọt. Nè, anh có đặt tên nó là gì chưa? Và bẩm quan lớn, vì hàng ngày thương nhớ vợ con cho nên con đã lấy tên vợ của con đặt cho loài cây này. Ta nhớ mãi cái câu của vợ anh: dù có phải đứng cách xa chồng hàng trăm hàng ngàn dặm vẫn có thể nhận ra được là chồng mình. Vợ của anh tên là Lý. Ta có thể đặt thêm chữ Thiên để tưởng nhớ đến lòng chung thủy của vợ anh. Người có thể đứng từ xa mà nhận ra chồng mình. Anh thấy có được không? Dạ, con xin nghe lời quan dạy. Vậy từ nay ta đặt cây này tên là Thiên Lý. Hay quá, tên Thiên Lý đẹp quá ha. Tên hay quá trời luôn. Cái vòng hoa này mà đội lên đầu Xuân chắc là nàng sẽ đẹp lắm. Nàng sẽ giống như một cô công chúa. Ta là cướp đây. Bao nhiêu ngân lượng trong người, đưa hết ra cho ta. Người bước tới là ta đánh đó nha. Nàng tưởng sức của nàng đánh được ta sao? Đưa đây. Nè Trời ơi, sao ghẹo tao hoài vậy? Có ghẹo mới biết nàng dữ như vậy đó. Xuân nè, tặng nàng nè. Wow. Nàng đẹp lắm, giống như công chúa vậy đó. Ta vui lắm khi gặp nàng đó. Chết rồi. Hả? Bà ngoại đi phía sau đó. Ngoại hả? Dạ. Tôi chết rồi. Ta tới nhà gặp nàng mà không gặp. Tính ra đây có chuyện muốn nói với nàng. Bộ có chuyện quan trọng sao đừng chàng gấp vậy? Có. Chiều nay tới chỗ hẹn cũ sau giường nha. Dạ dạ. Ta đợi nàng ở đó công chúa à. Dạ. Ta đi nha công chúa. Ta đi nha. Dạ dạ. Chết rồi mẹ con Xuân ơi. Chết rồi. Chết? Ai chết vậy mẹ? Không có ai chết hết á. Nhưng mà cái chuyện này là chết chắc rồi. Trời ơi, sao? Cái chuyện này tao nghi lâu lắm rồi. Bây giờ là không có sai chạy chỗ nào hết á. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nói cho con nghe, có chuyện gì vậy mẹ?
con Xuân với cậu Anh Quốc đó. Dạ. Hai đứa nó có tình ý với nhau. Con tưởng chuyện gì mà làm con hết hồn à. Mẹ ơi, mẹ quên là cháu ngoại của mẹ đã đến tuổi lấy chồng rồi hay sao? Với lại con thấy cậu Anh Quốc á, tuy còn nhỏ nhưng mà rất là chững chạc. Với lại nó cũng là con nhà gia giáo. Hai đứa nó đẹp đôi đó mẹ. Nếu như vậy thì mẹ nói để làm cái gì? Nhưng mà đằng này đó, cậu Anh Quốc á, lên đường đi giết giặc theo lời kêu gọi của nhà vua đó. Mẹ nói làm sao? Cậu ấy đi lính hả mẹ? Ừ. Lại một người lính nữa sao? Không. Không. Con không bao giờ chấp nhận cho con gái của con lấy một người lính nào đâu mẹ ơi. Cuộc đời của con lấy chồng là một người lính, con không sợ nhiều lắm rồi mẹ ơi. Mẹ có hơn gì con đâu. Cha con cũng là một người lính, lên đường đi giết giặc. Mẹ ở nhà chờ đợi mà cha con đi mãi không có về. Còn con, ngày đón chồng con trở về, con cũng đã cố nén nuốt nước mắt vào trong lòng để không cho một ai biết. Áo mão cân đai bỗng lòng vua bán, tất cả đều rất đẹp. Nhưng mà thời gian đã làm cho mái tóc con ngã xương luôn rồi mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, không lẽ bây giờ để bất hạnh đổ lên đầu con gái của con sao mẹ? Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Phải làm sao đây mẹ? Cậu Anh Quốc với con Xuân nó chơi với nhau từ thời còn để trộm, bây giờ làm sao mình ngăn cản được đây con? Tặng nàng nè. Nàng thấy hoa đẹp không? Ta đến trễ, ta xin lỗi nghe. Nàng giận ta. Em cũng vừa mới đến. Chàng à, chàng sắp lên đường thật sao? Nàng nghe chuyện đó rồi sao? Nàng biết không, nước nhà đang có biến. Lệnh của nhà vua ban ra, toàn bộ trai tráng trong làng phải lên đường giết giặc. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của phận làm trai, thì làm sao ta có thể cãi lệnh được? Nhưng chàng đang ôn luyện kinh sử để chuẩn bị lên kinh thành ứng thí kia mà. Bây giờ chàng bỏ tất cả để lên đường giết giặc ư? Không phải bỏ, mà ta tạm gác lại. Phận làm trai, làm sao ta có sống hèn hạ như vậy? Trong khi nước nhà đang gặp biến, làm sao ta có thể ngồi yên mà ôn luyện kinh sử? Nàng biết không, ta muốn được xông pha giết giặc. Ngày trước là ông ngoại em, rồi sau đó là cha em đều lần lượt đi lính. Bà ngoại và mẹ của em đều mòn mỏi chờ đợi ngày họ trở về. Đời lính là vậy, cuộc sống rầy đây mai đó. Nàng cũng nói, ông ngoại nàng thì có bà ngoại chờ đợi,
cha nàng thì có mẹ chờ đợi. Vậy còn nàng, nàng có chờ đợi ta không? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Em rất hãnh diện khi có người yêu sống có lý tưởng, có khí phách, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc như chàng. Nàng nói sao? Nàng hạnh diện gì ta? Nàng sẽ ủng hộ ta lên đường giết giặc. Cảm ơn nàng, ta vui lắm. Nhưng mà nàng vẫn chưa trả lời ta. Nàng có đồng ý chờ đợi ta không? Em sẽ chờ. Chàng hãy yên lòng, em nguyện một lòng chung thủy, chờ đợi ngày chàng trở về đoàn viên. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Như vậy là ta đã yên lòng lên đường rồi. Nàng yên tâm, cho dù da ngựa bọc thay, ta vẫn quyết tâm xông pha. Ta sẽ giành thắng lợi, và nhất định ta sẽ quay về đây tìm nàng. Ông ơi, cháu gái của ông nó đã chọn con đường mà tôi đi ngày trước. Ngày ông ra trận, tôi ở nhà ông cứ không chờ đợi, mà ông đi mãi ông mới về. Số kiếp của mẹ con tôi là như vậy. Xin ông hãy phù hộ cho cháu gái của ông và cho phù hộ cho thằng bé nó mau trở về nha ông. Tất cả là tại mẹ. Mẹ đã truyền cho con cái dòng máu tử thần. Bây giờ con thiên lại cho con gái của con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã giữ gìn không cho con Xuân nó nói chuyện với bất cứ một người lính nào. Nhưng có lẽ số phận của mẹ con ta là như vậy đó. Mẹ nghĩ nếu bây giờ cha con mà sống lại mà đi ra trận thì mẹ cũng ở nhà chờ đợi cha con. Thôi, hai mẹ con đừng có cắn nắng với nhau nữa. Bây giờ hãy cầu mong cho con ấy mau trở về.
cô. Cô ra đình làng chơi với con đi cô. Ở ngoài đó đang có hội á, vui lắm á cô. Tụi con còn trẻ, ra đó chơi đi. Cô già rồi, không có thích đến mấy cái chỗ hội hè đông đúc nữa đâu. Cô đó, con thấy cô suốt ngày á cứ ở nhà thui thủi con mình nè. Bởi vậy con mới rủ cô đi chơi chung với con. Đi đi cô. Cô ở một mình quen rồi, không cần phải lo cho cô. Đi đi con, ra chơi với mấy bạn đi nhé. Mà cô, cô vậy sao cô không chịu lấy chồng đi? Ông ngoại con nói á, cô mà cứ ở như vậy hoài rồi mấy mốt cô già nè, không có ai chăm sóc, khổ lắm á cô. Thì bây giờ cô già rồi, ai mà thèm lấy cô nữa. Cô nói làm sao, chứ con thấy cô vẫn rất là đẹp. Mà con nghe ông ngoại con nói là cô không chịu lấy chồng tại vì cô đang chờ một người lính. Mà ông ngoại con còn nói là cái người lính đó đó đi luôn rồi, không có về đâu. À, chuyện đó cũng qua lâu rồi. Cô bây giờ cũng không có còn chờ chú ấy nữa. Mà thôi, con đi ra ngoài đi chơi đi. Cô không có đi đâu. Cô còn phải xong cái đống đồ này cho heo ăn nữa. Đó, không khéo rồi, nồi cắm heo quá khét hết trơn rồi. Đi đi con, đi đi, đi đi. Nha. Cô. Đi chơi đi. Cô. Cô Xuân ơi, cô Xuân. Có người tìm cô nè. Cô ra đi mau đi. Ta đây, anh Quốc đây. Người yêu của cô Xuân về rồi. Để con đi nói với ông ngoại. Ông ngoại mà biết người yêu của cô Xuân về, ông ngoại con vui lắm á. Ta đi đồng tuổi hơn 17 năm trời. Nàng có biết khoảng thời gian đó ta nhớ nàng nhiều lắm. Nàng ta quay trở về, ta được biết là nàng vẫn chờ đợi ta. Ta vui mừng không xiết. Đâu 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 đâu, cậu anh Quốc đâu? Trời ơi, cậu về rồi sao? Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời không một tin tức. Cậu có biết là cô Xuân đã chờ đợi cậu hết cả thời xuân sắc rồi, cậu có biết không? Mời chú ngồi. Mời mọi người ngồi. Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời? Ở đây ai cũng trông chờ cậu hết á. Sao cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Nhà vua thích sông pha y ngựa, mải mê với các cuộc chiến triền miên để mở rộng biên cương bờ cõi, tăng cường quyền quy thế lực của ngài. Vì vậy chiến tranh đối với ngài không bao giờ là kết thúc. Hòa bình chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vậy, hết đợt lính này ra trận trở về, rồi lại một đợt lính mới lên đường. Cuộc sống thanh bình của người dân thật là quá hiếm hoi. Tôi chỉ chinh chiến vài năm, sau đó được nhà vua rút về làm cận thần của ngài. Ngày đêm túc trực bên ngài không rời nửa bước. Chính vì vậy tôi cũng không có thời gian quay về quê thăm người. Cậu được làm hầu cận của quân vương, cậu thật là tài giỏi. Hèn chi cậu đi biển biệt đến giờ này mới trở về. Bà và mẹ của cô Xuân ơi, thật chẳng uổng công cô Xuân chờ đợi. Bây giờ cậu ấy đã lập được công danh rạng rỡ rồi kia kìa. Ông ơi, người yêu của cô Xuân đã trở về. Vậy là cô Xuân sắp lấy chồng phải không ông? Còn sắp cái gì nữa, phải tổ chức lễ cưới ngay thôi. Đôi tình nhân chung thủy này đã chờ đợi lấy nhau lâu quá rồi, phải không mọi người? À.
ơn mọi người ơi. Chúc mừng cậu. Chúc mừng, mời. Mười mấy năm trời được làm hầu cận với nhà vua, chắc cậu lập được nhiều chiến công hiển hách lắm. Đâu, cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Chiến công hiển hách? Ta không biết chiến công hiển hách là gì. Bởi vì ta là người cận kề của nhà vua. Vậy không rời ngài nửa bước. Khi đất nước còn vật vã, ta sẽ dùng tấm thân này che chở, bảo vệ cho ngài. Còn khi đất nước yên bình, ta là người giữ quyền quy tối hậu cho ngài. Còn thanh kiếm này sẽ chém tất cả những ai không tuân theo lệnh ngài. Không lẽ việc của cận thần chỉ có chém người không hay sao? Đúng. Tất cả những ai không tuân theo lệnh đức vua đều bị chém hết. Những người dân giả bình thường, xa lạ thì sẽ bị chém bay đầu ngay tức khắc. Còn hoàng thân quốc thích sẽ có một cái chết êm dịu hơn. Thật không ngờ một chàng thư sinh hiền lành lại có khí phách hơn người. Thật đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ. Còn cái đai vàng này chắc quý lắm phải không? Tôi thấy lúc nào ngài cũng mang nó bên mình. Đẹp, đẹp quá. Đúng. Đây là cái đai vàng do nhà vua ban tặng cho ta. Ồ, đẹp quá cậu ơi. Nó là phần thưởng vì ta đã đâm sâu lưng người bạn cũ khi hắn ta dám ngăn cản nhà vua ra lệnh chém một đại thần. Tội của ông ta là mắt mờ, trót dâng lên nhà vua một trái táo có sâu. Cái gì? Trót dâng nhà vua một quả táo có sâu mà bị chém đầu hay sao? Dĩ nhiên, tất cả những ai làm trái lệnh đức vua đều bị chém bay đầu bởi thanh kiếm của ta. Và sau bữa tiệc đẫm máu đó, đức vua đã ban thưởng cho ta chiếc đai vàng này và cho ta về thăm quê sau mười mấy năm xa cách. Dạ. Quá đẹp. Hả? Chết rồi. Ngài ơi, cái đai vàng bị con mèo làm lắm đêm rồi. Cô làm sao vậy con? Cô không sao. Cô chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại mấy bữa nay cô lo chuẩn bị lễ cưới cho nên bị kiệt sức rồi. Thôi để con đưa cô vô trong nghỉ nha. Cô không sao, cô tự lo cho mình được. Con ra phía sau nhà phụ mọi người dọn dẹp đi con. Ở đằng sau người ta dọn dẹp xong hết rồi. Mà cô biết không, bà con ở ngoài á ai cũng bàn tán về câu chuyện của cô. Một mối tình chung thủy. Con ước gì sau này con cũng được giống như cô vậy đó. Được chờ người yêu đi lính về, cho dù có quá lứa lỡ thì á, con cũng chấp nhận. Đừng, đừng con. Đừng bắt chước cô. Con phải lấy chồng, con phải sinh con, con nghe chưa? Dạ. Tình yêu là phải cả hai người cùng xây đắp. Dạ. Chứ không phải chỉ là đợi chờ trong mòn mỏi đâu con à. Dạ. Cô mệt quá, cô đi vào trong nghỉ ngơi nha. Dạ. Chẳng lẽ chàng chỉ biết chém giết thôi sao? Suốt bao nhiêu năm trời,
Bao nhiêu mạng người đã chết dưới lưỡi kiếm của chàng. Ta vừa với nàng đây. Trả chồng lại cho ta. Hỡi kẻ giết bạn kia, trước khi bước tới giường cưới, hãy trả lại cha ta những đứa con thơ dại của ta. Hãy trả lại chồng cho ta. Có người phụ nữ đằng sau lưng của chàng. Đâu có ai đâu. Sao nàng lại sợ hãi như vậy? Có người phụ nữ mặc đồ đại tang đứng sau lưng của chàng đó. Nàng nói quở gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đến đây với ta. Máu. Hai tay của chàng dính đầy máu kia. Đừng có máu đâu. Làm gì có máu đâu. Cứ ra đi. Làm gì có máu. Chắc là do nàng phải hợp quá thôi. Nàng hãy vui lên đi. Ngày này không phải là ngày chúng ta chờ đợi lâu lắm rồi sao? Hãy vui lên đi. Cười được nữa. Nhưng bây giờ chàng đã trở về nhà rồi. Chàng đang ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chàng không còn hầu cận nhà vua nữa. Hãy bỏ kiếm xuống. Hãy quên đi hết những mưu toan, những buồn phiền ở trong nội cung. Chàng hãy sống vui vẻ. Cười lên. Cười với em đi mà. Ta gần 20 năm trời. Tại sao lại từ bỏ ta? Tại sao lại xa lánh ta? Nàng ghê tởm ta lắm sao? Tại sao lại bắt ta cười? Ta không còn là một chàng thư sinh ngày xưa nữa. Bây giờ ta là một người đàn ông không biết cười của triều đình. Từ khi bàn tay này nhuốm máu, từ khi đức vua ra lệnh dùng thanh kiếm này giết
hết những kẻ không tuân thượng lệnh. Sau khi chiêu đãi họ một bữa tiệc linh đình đầy sơn hào hải gì. Ôi bạn của ta, người bạn đã cùng ta giàu sinh ra tử, chia ngọt sẻ bùi đất chiến trường. Ta đã cầm thanh kiếm này đánh giúp được bạn của ta, không một chút gió dữ. Chàng đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Em có thể chờ đợi chàng suốt cả một cuộc đời, nhưng em không thể nào chấp nhận được một người chồng lạnh lùng như thế này, thậm chí không biết đến cả nụ cười. Đạt đuổi ta sao? Chỉ vì danh vọng tiền tài mà chàng đã mất đi lý trí. Chàng giết người không gớm tay. Chàng thật sự không còn tính người nữa rồi. Chàng đi đi. Chàng hãy đi đi. Trời ơi, ta đã sai, bởi vì ta đã hoa mắt bởi bỗng lòng vua ban, trở thành một người giết người không gớm tay, trở thành một sát thủ máu lạnh từ lúc nào ta không hay biết. Không, ta đã cố gắng rất nhiều để có vị trí ngày hôm nay, một cận vệ của nhà vua, nắm quyền sanh sát trong tay. Nhưng bù lại, ta trở thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí không có nụ cười. Để giờ đây, người mà ta thương yêu nhất cũng xa lánh ta, ghê tởm ta. Cái giá quá lớn. Nàng ghê tởm ta lắm đúng không? Đúng không? Trời ơi, tiệc là hết rồi. Phần thưởng cuối cùng cho một người lính hơn nửa đời người phục vụ đức vua là đây sao? Là đây sao? Vĩnh biệt nè, vĩnh biệt nè. Cô Xuân ơi, cô Xuân ơi, cứu người đi. Ta không thể nào gỡ tay cô ấy ra được. Thật là lạ lùng. Ta chưa từng thấy người chết mà lấy tay che mặt như vậy bao giờ. Chắc là ý nguyện của cô ấy.
Chúng ta hãy tôn trọng ý nguyện để cho cô được an lòng. Xin cảm ơn thầy. Cô Xuân ơi, cô tỉnh lại đi. Cô là người tốt mà, sao cô chết sớm quá vậy? Con, ai cũng có số phận hết con à. Con đừng có khóc nữa, để cho cô ấy ra đi được thanh thản. Cô Xuân, cô Xuân. Cây này là cây gì vậy ta? Cứ như là nó đang mắc cỡ khi có ai đụng vô vậy đó. Nhưng mà sao trước giờ mình chưa thấy cái cây này vậy? Mà sao nó lại mọc ở trên mộ của cô Xuân? Cây này là cây gì vậy? Những chiếc lá khép lại không phải vì e thẹn mà vì sợ hãi. Khi còn đấu tranh tranh giành quyền lực thì sẽ còn chém giết lẫn nhau. Cho nên mỗi một va chạm, mỗi một bước chân tạt ngang đều làm cho những chiếc lá giật mình khép lại. Nỗi sợ hãi của những chiếc lá cũng giống như nỗi niềm của người trinh nữ, con người yêu xưa đi lính trở về chẳng biết cười. Cô Xuân, cô Xuân, cô Xuân, cô Xuân, có phải là tiếng của cô không cô Xuân? Cô Xuân ơi, cô Xuân. Quà tím giống như áo tím của cô ngày cưới. Người con gái chờ đợi người yêu cho đến lúc quá lứa lỡ thì. Nhưng mà thật bất hạnh cho cô, khi người ấy trở về thì bàn tay đầy máu và gương mặt không biết cười nữa. Cô Xuân, Mình ơi, tôi về rồi nè. Cha. Ủa
Cha về. Cha. Ủa, mẹ cô đâu rồi? Dạ mẹ đang rửa rau ở phía sau. Cha mới về chắc là mệt lắm. Cha vô nghỉ tay đi, rồi một lát ăn cơm. Hôm nay con với mẹ nấu nhiều món ngon cho cha lắm. Cha cảm ơn con đã cho ra sau vác củ vô đó đã. Dạ để con làm. Thôi cho. Thôi khỏi, con làm việc của con đi. Việc này là của cha ha. Để cha làm. Dạ cha. Mình à, mình ăn nhiều một chút. Hôm nay con Út nó đặc biệt, nó vô bếp nó kho cá cho mình ăn đó. Ừ, được. Con Út nó kho hèn chi ăn thấy kỳ kỳ. Em nó đã có lòng vô bếp nấu cho cả nhà ăn, con không ăn thì thôi, còn chê ổng chê eo nữa. Nó nấu dở thì con nói dở chứ làm sao. Ăn không vô gì hết trơn. Chị Hai à, chắc em nêm nếm chưa có vừa miệng chị. Để lần sau em sẽ để ý hơn nha. Thôi các con ăn đi. Ủa, còn con Ba, sao không lo ăn cơm đi con mà ngồi chảy đầu hoài vậy? Nó vậy á cha, nó chảy đầu á hả? Từ sáng tối, từ ngày này qua ngày khác chảy hoài luôn. Kệ em, đỡ hơn chị. Tối ngày chỉ lo ăn uống, coi chừng có ngày mập như... Mày nói gì vậy? Thôi, các con lớn rồi, cứ sắp vô là cãi. Các con á, làm chị mà thua đứa em Út nữa. Nó có gì hay đâu mà cha nó hoài. Đúng rồi đó, nó có gì hay đâu. Nó không hay hơn người ta, nhưng nó biết làm lụng phụ mẹ tụi con. Đó, mấy con nhìn đi, cha vô rừng sâu chặt củi để đem về đây bán cho người ta. Mẹ tụi con làm việc nhà còn phải làm thêm cái hàng thiêu để mà đổi lấy một ít gạo. Nhìn tới nhìn lui, ngoài con Út ra có đứa nào chịu phụ mẹ mới đâu. Cha muốn các con á là phải thông thạo việc nhà và tự lập hơn nữa. Bởi vậy, kể từ mai tất cả các con phải phụ mẹ làm việc nhà và thay phiên nhau đem cơm vô rừng cho cha. Con không đi đâu. Đi vô trong rừng mỏi chân lắm. Con cũng không có đi đâu. Vô trong đó gai cào xước hết da của con rồi làm sao. Cha, con đi được. Hay ngày mai cha cứ để con làm việc này nha. Không có được, cha mẹ đã quyết định rồi. Kể từ ngày mai con Hai đi trước, không có bàn cãi lôi thôi nữa. Trời ơi, ráng tỉnh táo lên đi con. Mẹ ơi, trễ rồi mẹ. Nè, tự nhiên kêu con dậy sớm. Tỉnh lại đi vậy? Con đang còn trễ lắm mà. Rồi nè. Mới sáng sớm bắt đi đâu vậy? Người ta đang ngủ. Trời ơi, mặt trời đã lên tới ngọn cây rồi mà còn sớm cái gì nữa. Nè, con không nhớ hôm qua cha con nói cái gì hay sao? Nè, mau mau mang cơm á, đem vô rừng cho cha con đi, cha con đói rồi đó. Con đâu biết đồ đâu mẹ. Dễ, dễ lắm. Nè, con nhìn đi, có cái cây to thì to đằng kia kìa. Rồi bây giờ á, con cứ nhắm thẳng hướng cái cây to đó mà con đi tới. Rồi á, con gặp cái cây to đó rồi, con đi thêm một đoạn nữa, con sẽ gặp cha con. Ủa, vậy rồi còn lúc về thì sao? Lúc về hả? Con cứ yên tâm, mẹ chuẩn bị thóc sẵn cho con rồi đây nè. Lúc đi á, con cứ vừa đi vừa rải dọc đường để mà làm dấu. Rồi con cứ theo đó mà con về. Nè, đi lẹ đi con, trễ lắm rồi. Đi đi, cha con đói lắm rồi đó. Đi đi, đứng lên. Đi con, nhanh. Đi, nhanh đi con. Chị Hai, chị đi cẩn thận nha. Tự nhiên bắt mình đem cơm cho cha. Phải chi cha tự đem cơm như mọi ngày đi, là mình đỡ mệt rồi. Thiệt á. Cha. Con. Cơm của cha nè. Để đó cho cha. Rồi con đi về nha. Nè, nè con, đi đường nhớ nhìn đường cẩn thận đó, nhớ chưa?
Thiệt tình chưa dặn gì hết. Ủa, mấy hạt lúa ban nãy mình rải đâu hết rồi? Chết rồi, không có nói thì làm sao mà mình biết đường về nhà? Dạ, ông ơi, à, ông cho con ở lại đêm nay được không ông? Con bị lạc đường rồi. Vậy ta hỏi ý bọn chúng còn sao? Nè, mấy đứa, chúng ta có thể cho cô bé này ở lại đây đêm nay không? Được rồi, bọn chúng đồng ý cho cô ở lại đó. Nhưng đủ lại, cô phải vào bếp nấu có gì cho chúng ta ăn đi. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Dạ. Thì cô tính bắt nó làm thịt. Không được. Cô không được đụng tới bọn chúng. Dạ. Mau vô bếp nấu cơm đi. Trong bếp của ta có đầy đủ lương thực rồi. Có sẵn con gà mập như vậy mà không cho mình ăn, người gì đâu kỳ cục, ích kỷ, dễ sợ. Sao không vào nấu cơm đi mà đứng đó làm gì? Dạ. Ở nhà cây củi còn chưa đụng nữa, bây giờ bắt chụm củi nấu cơm. Bánh thì ăn cũng no vậy, mắc gì phải nấu cơm. Ngon quá à. Con hai nó vẫn chưa về à? Tôi nhớ nó đưa cơm cho tôi xong, nó về liền mà. Còn với cái, không biết lại la cà ở đâu nữa, hay là lạc đường rồi. Nó suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ, không để tâm tới chuyện gì hết. Thôi được rồi, bà đừng có lo quá, để tôi đi tìm nó. Út, lấy giùm cha cây đuốc. Dạ. À.
Dạ cha. Tôi đi nha. Cha đi cẩn thận nha cha. Cha biết rồi. Mẹ vô nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ thức cả đêm rồi. Lỡ đổ bệnh thì sao hả mẹ? Làm sao mà mẹ nghỉ ngơi được hả con? Mẹ lo muốn chết đây nè. Cha con về kìa. Cha. Ông à, ông có tìm được con không ông? Hả? Nếu tìm được con, tôi đâu có về một mình. Trời ơi, không biết giờ con mình sao rồi nữa. Tôi lo quá à. Tôi còn lo hơn cả bà nữa. Trời ơi, làm sao bây giờ hả ông? Mẹ bình tĩnh đi. Sao bây giờ hả con? Hả? Trời ơi con tôi, đi đâu rồi không biết nữa. Cha ơi, cho uống miếng nước đi cha. Cảm ơn con. Rồi vào trong nghỉ ngơi cho lại sức. Chị hai. Con hai. Trời ơi, con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Hả? Con có bị sao không? Có đau chỗ nào không? Sao bây giờ mới về tới nhà? Hả con? Con không nhớ gì hết á. Con chỉ nhớ là mình đi lạc. Sau đó con tỉnh lại là thấy mình ở gần nhà luôn rồi. Nè, mà đừng có gặng hỏi con nữa. Chắc nó sợ và đói lắm rồi. Nó về được tới đây á là tốt lắm rồi. Từ từ đợi con nó kể cho mình nghe. Hai à, quà này chắc con đói dữ lắm rồi. Con ăn nhiều một chút nghe con. Ủa sao lặt nhách vậy? Nè, bộ nấu quên bỏ muối hả mày? Dạ, đâu có. Ủa, cha thấy vừa miệng mà con. Mày cũng thấy ngon mà con. Ngon gì mà ngon? Lặt nhách à? Sao kỳ vậy? Tao mày vô mày lấy hũ muối tao coi. Dạ. Cái gì kỳ vậy? Lặt nhách à? Nè chị. Sao kỳ vậy nè? Sao muối hôm nay cũng lặt nhách vậy? Hả? Không có mặn gì hết trơn á. Gì kỳ vậy ông? Mặn chát. Mà chị nói lạc nhách là sao? Đâu mày vô mày lấy tao miếng chanh coi. Dạ. Đây nè chị. Con thử lại coi. Chanh cũng lạc nhách nào, không có chua gì hết á. Hả? Ủa con bị gì vậy? Sao bữa nay ăn gì cũng không có mùi vị gì hết vậy? Sao kỳ vậy ông? Chết rồi. Con bị gì vậy? Sao kỳ vậy? Hai. Sao con cảm thấy không có mùi vị gì hết vậy? Chết rồi mẹ ơi. Con bị quỷ ám rồi. Con bị quỷ ám rồi cha ơi. Cứu con với. Con à, con bình tĩnh đi con. Bình tĩnh. Chắc con mệt quá cho nên mới vậy thôi con. Từ từ rồi con sẽ có cảm giác trở lại bình thường mà. Con bình tĩnh lại đi từ con. Từ từ là bao giờ?
con mới chịu đâu. Giờ con chết cho mẹ coi. Con à, từ nay con mới còn được nếm đồ ăn ngon nữa rồi. Gì mà kỳ vậy? Con sống làm sao con... đây? Con chết đi cho à, rồi. Mẹ Hai... ơi là mẹ. Hai à, Hai. Con chịu đâu. Trời ơi. Con chết đi cho xong đi, trời ơi. Chị Hai con sao rồi? Dạ, chị Hai con ngủ rồi mẹ. Ờ, chắc nó mệt quá đó. Thôi cứ để cho nó ngủ một giấc đi cho khỏe. Chứ nó là lối vậy hoài, mẹ thấy lo quá. Dạ. À, ông ơi, con mình á, nó tự nhiên nó mất hết vị giác vậy, nó có sao không ông? Có khi nào con mình nó bị bệnh gì không? Tôi cũng không biết nữa. Để vài ba bữa nữa coi sao. Nếu mà nó không hết á, thì tôi đưa nó vô làng để gặp thầy Lan. Còn trong thời gian này, ngày mai bà cứ dòm chừng nó. Tôi cũng vô rừng chặt củi. À, kỳ này nhớ để con Ba đem cơm cho tôi nghe chưa? Con Ba? Ừ. Nữa hả? Bỏ không sợ con mình nó lạc đường nữa hả? Con Ba nó còn lơ đãng hơn con Hai nữa đó. Mẹ nói đúng rồi đó. Con không có vô rừng đâu. Con phải đi. Con Ba nữa, cứ sợ sợ úm tụi nó điếc à. Ngoài con uống ra, tụi thấy đứa nào cũng làm biến ý lại hết, không có nói đâu thôi nữa. Ngày mai con Ba phải đi. Con cái, cây này là hạt đậu, nó to hơn hạt thóc. Chắc con không lạc nữa đâu. Con cứ nhắm cái cây to nhất trong rừng mà đi thẳng tới. Cô nói mình đưa cơm cho cha rồi đi lạc đường hả? Dạ. Cô muốn ngủ nhờ ở đây một đêm sao? Dạ. Được rồi, để ta hỏi ý chúng nó ha. Ừ. Nè, các ngươi có đồng ý cho cô ấy ở nhờ đây một đêm không? Tôi nói đồng ý cho cô ở lại rồi đó. Nhưng đổ lại, cô phải vào bếp nấu cơm cho tất cả chúng ta ăn. Cô có làm được không? Cái gì? Con phải nấu cơm cho ba con vật này sao? Mà ông ơi, con đã đi lạc cả ngày hôm nay. Con vừa mệt vừa đói. Ông nhìn con đi, tay con bị run, chân con đứng còn không nổi nữa. Làm sao mà con nấu ăn nổi hả ông? À, hay là ông nấu giùm con đi. Rồi một lát nữa con sẽ rửa chén cho. Thôi được, cô mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Dạ. Nhưng đủ lại, lát nữa phải dọn dẹp trong bếp và lấy nước cho bọn chúng uống nghe không? Dạ dạ. Hey.
cảm ơn ông. Ông ngồi ăn với con luôn đi. Con no rồi, ông ăn đi ông. Con buồn ngủ quá à. Thôi con đi ngủ đây. Hồi nãy ông nói với con là vô đằng kia ngủ có đúng không? Mẹ mới về. Tôi lo quá ông ơi, không biết con mình có bị gì không nữa. Bà đừng có lo lắng quá, chắc nó đi lạc rồi cũng tìm được đường về nhà thôi mà. Thiệt là rộng hết sức. Đứa nào tôi cũng cẩn thận mang theo thóc với đậu để nó làm dấu biết đường mà quay về. Không hiểu sao đứa nào cũng đi lạc hết. Thiệt tình. Cha, mẹ. Cha mẹ đi tìm chị cả đêm chắc mệt lắm. Cha mẹ uống miếng nước mát, con mới vừa nấu xong nè. Cảm ơn con. Ai lấp lối ngoài đó đó hả? Ai vậy ông? Ai núp ngoài đây hả? Ra đây, núp đó đang trộm hả? Bỏ tao ra coi, cô con gái nhà ai? Cha. Hả? Con ba. Mẹ. Con ba. Sao vậy con? Trời ơi con ba, sao sao mặt mày con như vậy nè? Hả? Con cũng không biết nữa mẹ ơi, con không nhớ gì hết đó mẹ. Con chỉ nhớ là chiều qua con đi làm rồi sau đó như thế nào? Trời ơi, con không nhớ được nữa. Chỉ thấy khi ngủ dậy là mặt con đã xấu xí như vậy rồi. Mẹ, mẹ mau giúp con đi. Giúp con trở lại giống như hồi đi, trước đi mẹ. Bình tĩnh đi con. Xấu xí như vậy làm sao con sống nổi hả mẹ ơi? Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi con. Thôi kỳ này cứ để tôi đem cơm theo, chứ cứ nhờ đứa nào là đứa nấy cứ đi lạc, đồ về đây dở dở ương ương chẳng ra làm sao cả. Cha, lần này để con đem cho cha. Cha đem sẵn thì cơm khô hết, không có ngon đâu cha. Con ở nhà đi, cha thà ăn dở một chút còn hơn là để con gặp chuyện. Cha, cha mẹ đừng có lo. Cha quên là con vẫn thường theo cha vào rừng hái nấm với hái măng hay sao? Khu rừng này con quen thuộc trong lòng bàn tay, không có lạc đâu, cha đừng có sợ. Con nó nói đúng đó mình. Nó hay vô rừng làm chuyện này chuyện kia, chứ không có làm biếng làm nhát như hai chị của nó. Thôi, sáng mai mình cứ vô rừng sớm đi, rồi trưa con nó đem cơm vô cho mình ăn cho nóng. Được không con? Dạ, cha cứ yên tâm đi, con sẽ đi đến nơi về đến chốn mà. Vậy thôi cũng được, mà nè, con nhớ phải cẩn thận nghe chưa? Dạ, con biết rồi thưa cha. Dạ, cơm của cha đây. Cha cảm ơn con. Mà nè, khi con quay về nhớ cẩn thận. Kỳ này mẹ con đưa gì để làm dấu vậy? Con rành đường ở đây nên không có cần làm dấu đâu cha. Cha ăn xong nhớ nghỉ ngơi một chút cho khỏe nha. Con còn về phụ mẹ cho kịp phiên chợ nữa. Thôi con về đi. Mà nè,
nhớ nhìn kỹ đường nghe con. Dạ, con về nha cha. Ờ, con đi. Ây da, đau quá. Ây da, đau quá đi. Ây da, đau quá. Đau quá. Đau. Ông ơi, ông bị sao vậy? Ông có cần con giúp gì không? Chào rồi. Ông đi, ông đạp trúng cái tảng đá đầy rong rêu, cho nên bây giờ nó sưng nhức quá, đi không nổi rồi cháu ơi. Mà nhà ông ở đâu? Hay là để có đưa ông về nha? Nhà tôi tích ở trong rừng sâu trong kia lận. Cháu ơi, cháu làm ơn đưa tôi về giùm đi. Dạ, con sẽ đưa ông về. Đau quá. Ông đi được không? Chắc tôi đi không nổi quá cháu ơi. Ông ráng lên. Để con cõng ông. Ông ở đây sao ông? Ta ở đây với là tụi nó đó. Mấy con vật này đáng yêu quá à. Chân của ông đang bị đau, vậy là chắc không làm được gì rồi. Ông có cần con giúp gì nữa không? Cô có thể nấu buổi tối giúp ông và ba con vật này không? Dạ được chứ. Ông chờ con chút nha. Con làm một chút xíu là xong liền à. Dạ chào tiểu thơ. Tiểu thơ ngủ có ngon không ạ? Cô gọi ai là tiểu thơ? Cô gọi tôi hả? Dạ phải. Hôm nay có cần gì tiểu thơ cứ việc sai bảo. Chắc là cô nhầm lẫn ai với tôi rồi đó. Chứ tôi không phải là tiểu thơ đâu. Tôi không biết là tại sao tôi ở đây nữa. Đêm hôm qua rõ ràng tôi ngủ ở trong căn nhà nhỏ giữa rừng. Mà thôi, để tôi đi tìm ông cụ với mấy con vật. Không biết là chân ông cụ bớt đau chưa nữa. Thank you.
tại sao ta lại ở đây? Còn ông cụ trong rừng hôm qua ở đâu? Ta chính là ông cụ hôm qua trong rừng đây. Còn đây là những con vật mà nàng đã cho ăn ngày hôm qua. Con chó, con vịt, con gà. Nàng có nhớ không? Không thể nào. Tại sao ông cụ với lại ba con vật lại trở thành người như vậy? Có phải các người gạt tôi đúng không? Này cô gái, cô có thể nấu ăn cho ta và những con vật này có được không? Cáp. Nhưng mà tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Ta chính là hoàng tử. Ba người này là ba người hầu trung thành của ta. Trong một lần đi dạo chơi, ta đã bị mụ yêu quái bắt về để làm con rể. Vì ta cương quyết cự tuyệt nên mụ ta đã biến ta thành một ông lão tóc bạc sống giữa rừng. Còn ba người hầu của ta thì mụ ta đã quá phép biến thành ba con vật như nàng đã từng thấy. Và phép thuật này chưa được quá giải. Khi ta gặp được một người con gái tốt bụng và có tình yêu thương bao la, yêu cả con người và động vật, rồi nàng đã xuất hiện và giúp cho ta giải đi lời nguyền đó. Ta cảm ơn nàng nhiều lắm. Nếu như nàng không chê thì ta nguyện sẽ là người mang đến hạnh phúc cho nàng suốt đời suốt kiếp này. Trời ơi là trời, ông ơi là ông. Con nó đi 2 ngày rồi nó chưa về, mà sao tôi thấy ông không có lo gì hết trơn vậy? Bà nghĩ tôi sao vậy? Bà nói gì mà bà nghe được sao? Tôi còn lo hơn bà nữa. Mấy ngày nay tôi đi tìm con khắp nơi á, mà có thấy đâu. Bây giờ bà muốn tôi tìm con ở đâu nữa? Con nó về rồi ông ơi. Ông ơi, con về đi rồi con. Mẹ coi coi, con có sao không vậy con? Dạ hả? Con không sao đâu mẹ. Con bình thường hả? Con không bị gì hết hả? Để mẹ vô mẹ nấu đồ ăn cho con ăn thử, coi con có bị mất vị không nha. Mẹ, con nói rồi, con không sao mà, mẹ đừng có lo. Ủa, còn mấy người này là ai? Tại sao lại theo con về nhà vậy? Dạ. Hoàng tử biết thân phận con gái của tôi xuất thân nghèo hèn mà vẫn muốn lấy nó sao? Nếu không nhờ vào lòng tốt và sự tử tế của cô ấy thì ta cũng không thể nào trở về hình dạng như ngày hôm nay. Nếu như hai bác đồng ý, ngày mai ta sẽ đưa cô ấy về hoàng cung để thưa chuyện cùng với phụ vương. Bà thấy sao hả bà? Miễn con gái tôi nó vui vẻ hạnh phúc thì nó muốn lấy ai tôi cũng đồng ý. Dạ bẩm hoàng tử, vậy còn hai đứa con gái lớn của tôi thì sao hả? Hai cô ấy lười biếng, ích kỷ và không biết quan tâm giúp đỡ người khác nên mới bị trừng phạt như vậy. Ta nghĩ là hai cô ấy phải biết tu tâm dưỡng tánh, biết sửa đổi, yêu thương người khác và loài vật thì sẽ trở lại bình thường. Hai con mau xin lỗi hoàng tử để mong được tha thứ, để mà mau hết bệnh, nhanh lên. Dạ, tôi xin lỗi hoàng tử. Tôi biết là mình lười biếng, nhưng mà tôi hứa từ đây về sau tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ siêng năng hơn. Dạ thưa người, tôi biết là tôi không giúp đỡ người khác là không đúng, nhưng mà từ giờ về sau á, tôi thấy ai hoạn nạn thì tôi cũng sẽ giúp đỡ. Còn con thì sao hả Út? Dạ, cha mẹ quyết sao con sẽ theo vậy. Cha mẹ tiễn con tới đây là được rồi. Xin cha mẹ hãy quay về. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm cha mẹ và hai chị. Con đi nha cha.
Con và cô ấy sẽ sớm quay lại thăm mọi người. Mọi người cứ yên tâm nhé. Đi. Mà nhìn kìa, xem kìa. Con đường mòn rồi, sao không thấy bóng dáng làng mạc ở đâu hết? Không lẽ tối nay mình phải ngủ trong rừng hay sao? Cô gái, cô đi đâu mà lại tới cái nơi hẻo lánh vắng vẻ như vậy? Dạ, con đi lên kinh thành. Đi tới đây á thì trời sẩm tối, nhưng con chưa thấy làng mạc hay người qua lại. Bà cho con hỏi xóm làng còn xa không? Trời ơi, muốn qua cái làng mạc á thì phải qua cái khu rừng này, mà phải đi tới nửa ngày lận đó nghe. Hả? Chết rồi, không lẽ mình phải quay lại hay sao? Cô đi một mình hay là cô đi với ai? Cha con mất sớm, mẹ con thì cũng vừa qua đời, con lại không có bà con thân thích ở quê nhà, nên trước khi mất, mẹ con có dặn con lên kinh thành để tìm một người bà con. Con đã đi mấy ngày nay rồi, nhưng tới đoạn đường này hẻo lánh quá, con không biết tìm nơi nào để xin nghỉ tạm. Tội nghiệp con quá, đường lên kinh thành nó còn nhiều hiểm trở lắm, cẩn thận đó nha. À, nhà lão chỉ còn có một đoạn đường nữa là tới rồi. Nếu mà cô không chê nhà lão chật hẹp á thì tới đó nghỉ một đêm được không? Dạ, con cảm ơn bà. Đi. Con chỉ cần có nơi ngã lưng chờ tới sáng thôi ạ. À. Đi, 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 đi theo lão đi. Đi lẹ lên đi, tới nhà rồi kìa. Nhà bà ở đâu? Sao con không thấy vậy? Ở sau lùm cây đó đó. Thôi đi lẹ mà vô nhà đi, chứ để em thôi ở đây cảm lạnh đó. Vào đây đi. Con hãy nằm ngủ ở góc bếp kia đi, còn ta ra ngoài kia ta ngủ. Dạ. Bà sống ở đây có một mình hả bà? Ừ. Ta có một đứa con gái, nhưng nó đi đâu mấy bữa nay vẫn chưa về. Thôi bà thấy còn mệt mỏi lắm rồi, nằm nghỉ đi, bà ra ngoài bà ngủ nha. Dạ. Ừ. Thank you.
Tôi đang ở đâu vậy nè? Kia sao lại ngồi ở đây, mau mau đi đi. Đi đi, còn đứng đây chi nữa. Khoan đã, nàng có đôi mắt tròn xe giống như hai viên ngọc. Sao hôm nay mắt ta cứ giật giật, ruột gan nóng như lửa đốt? Không lẽ có chuyện gì chẳng lành hay sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào! Khốn kiếp là thoát khỏi tay ta để được làm vợ hoàng tử hay sao? Hoàng tử đã lên ngôi vua, chết rồi, không kịp rồi. Con bé có đôi mắt đẹp quá, tại sao lúc đó ta không nhìn thấy? Chắc không phải là thấy trời tối. Tuổi ngày lo ăn như ngủ không à? Thức dậy! Con đang ngủ mà tự nhiên cho đánh thức người ta. Dậy đây, đừng ngủ nữa. Dậy làm cái gì chứ, bà già khùng? Nên dậy đi, thức dậy để làm hoàng hậu. Làm hoàng hậu, làm hoàng hậu, làm hoàng hậu, làm
Nghe ta nói nè, ta đang chế ra một loại bùa yêu, còn sai khiến điều gì là người đó sẽ nghe theo răm rắp. Ta sắp đặt để cho con lấy hoàng tử, nhưng mà không ngờ đứa con gái đó lại hớt tay chân của ta. Trời ơi, tức ơi là tức. Đứa nào dừng lại. Đứa thức quá đi, con mồi của ta đã để nó chạy sổng mất rồi. Bài giang vô dụng. Nhưng mà ta suy nghĩ ra một cách khác hay hơn. Dẹp đi. Nhưng mà khi nào con mới được làm hoàng hậu? Chỉ hơn một tháng nữa thôi. Khi bùa yêu của ta đã được tinh luyện xong, ta sẽ đưa con vào hoàng cung. Lúc đó mẹ con ta sẽ trở thành mẫu ghê của thiên hạ. Lúc đó con sẽ trở thành hoàng hậu. Trời ơi, nhan sắc của con như vậy làm sao quyến rũ được hoàng thượng? Con muốn làm hoàng hậu, con muốn làm hoàng hậu, con phải làm hoàng hậu. Thôi được rồi, ta đã có cách. Vậy là con sẽ được làm hoàng hậu. Đúng. Rồi, nhưng mà còn cái giọng cười và cái dốc dáng của con phải đi yếu điệu thục nữ mới được, biết chưa? Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Giờ đây con sẽ là hoàng hậu, vợ của vua. Còn ta sẽ là má vợ của vua. Vì con quen sống trong hoàng cung tù túng một chán, nên Úc Nương xin hoàng thượng cho nàng xuất cung như vương ngoại ở dân gian. Hoàng thượng chấp thuận và sai tùy tùng đi theo để hậu vệ cho hoàng hậu Úc Nương. Không chuyện bất trắc xảy ra. Ta thấy mệt rồi, ngồi đây nghỉ một chút đi. Hình như ta thấy có điều gì khả nghi. Người đây với hoàng hậu, ta đi xem thử. Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng hậu ngồi đây chờ để hành thần ra ngoài xem phải có chuyện gì ngoài. Ngồi đi đi. Dạ. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô làm ơn, cô làm ơn, làm phước cứu giùm vợ của tôi đi cô ơi. Vợ chú đang ở đâu? Dạ, chồng tôi đi đốn củi. Tự nhiên ở vì rừng này có cái bà ngã ngang, bà xỉu mà bây giờ bà giống như bà gần chết. Cô làm ơn, làm phước cứu giùm vợ tôi đi cô. Đi liền đi. Ở vì rừng này đi nhanh cô đi. Bà ơi, bà cho tôi hỏi, bà có thấy một ông tiều phu nào đi ngang đây không? Ông ấy nói với tôi á là vợ ông ấy bị xỉu ở bìa rừng á, nhưng mà đi một hồi tôi lạc ông ấy rồi. Tôi không thấy ông lão tiều phu nào đi hết á. Thôi tôi mời cô gái vào đây mà uống nước. Bà chủ ơi, cho tôi hỏi thăm. Cô muốn hỏi cái gì ạ? Bà cho hỏi hoàng cung đi đường nào ạ? À, cô gái muốn đến hoàng cung hả? Thì ở gần đây thôi, cũng uống hết chén trà này đi, rồi tôi sẽ chỉ đường đi cho.
tại sao lại như vậy chứ? Dạ muốn tâu, thần đã cho một đội quân đi tìm khắp nơi, nơi hoàng hậu mất tích, nhưng vẫn không tìm thấy. Nhà vua lo lắng cho tính mạng hoàng hậu, nên cho nhiều quan binh lục sục khắp nơi tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Vua không ngờ hoàng hậu đã bị mụ yêu tinh ám hại, và càng không ngờ khi rời hoàng cung, hoàng hậu đã mang thai. Nàng là ai? Ở đâu đến đây? Dạ, mẹ thiếp dẫn thiếp đến thăm Kinh Kỳ. Vì ham mê ngắm cảnh nên hai mẹ con lạc nhau. Còn thiếp, vì say mê ngắm hoa nên lạc vào chốn này. Không biết ở đây là giường cấm, xin bệ hạ tha tội. Nàng có đôi mắt đẹp lắm, nhưng sao đôi mắt nàng lại giống? Sao mắt cô ấy lại giống mắt Út Nương một cách kỳ lạ? Trong cung của hoàng thượng có hàng ngàn phi tần cung nữ, chim sa cá lặn. Thần thiếp xấu xí, không giống ai đâu ạ. Không, giống lắm. Trong mắt của ta, nàng lại là người đẹp nhất. Nàng có muốn vào cung chung sống cùng chúng ta không? Nếu bệ hạ muốn cùng thiếp chung chăn gối thì phải cho thiếp lên làm hoàng hậu, thiếp mới đồng ý. Đồng ý? Út Nương được sư ông đưa về cứu chữa, nhưng vì yêu tinh lấy đi đôi mắt nên đôi mắt mù lòa. Không lâu sau, nàng hạ sinh một bé trai đặt tên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thông minh tuấn tú, nên một tuổi được sư ông dắt lên chùa dạy chữ, luyện võ. Lâu lâu sư ông cho Ngọc Nhi về thăm mẹ, cho mẹ con gặp mặt. Khi nghe sư ông nói rõ ngọn ngành mẹ mình bị yêu tinh móc đi đôi mắt, nên hoàng tử xin với ông xuống núi đi tìm mụ yêu tinh diệt trừ cứu mẹ. Đúng lúc mụ yêu tinh đang ngóng chờ cháu ngoại về thăm, nên sư ông đã tráo đổi và cho hoàng tử giả làm tiểu yêu tiếp cận mụ yêu tinh, lấy lại đôi mắt cho mẹ mình. Chưa nhắc là nó đã về tới rồi.
cháu yêu của bà. Cho bà ôm vào lòng một chút đi. Ê con ơi, tiểu yêu à, cháu đừng có chạy lung tung nữa. Mắt của bà mờ lắm, chạy theo con không có kịp đâu. Tại sao mắt của bà lại mờ? Bà già lắm rồi, mấy trăm tuổi rồi nên mắt của bà nó đã mờ. Nhưng cháu đừng lo, ta nhắn cháu tới á là lấy cái đôi mắt kia gắn vào đôi mắt của ta. Ta vừa chế xong một loại thuốc, cháu chỉ cần nhúng đôi mắt này vào nước này, gắn vào mắt của ta thì ta sẽ có đôi mắt mới. Đôi mắt này phải không bà? Đúng rồi cháu, đó là đôi mắt của mẹ cháu đó. Cháu thấy mẹ cháu có đôi mắt mà bà. Dĩ nhiên mẹ cháu có đôi mắt đẹp rồi, nhưng mà là đôi mắt của Út Nương. Sau khi hoàng hậu đã mất tích, nhà vua mới lập mẹ con lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu bị mất tích nhưng sao đôi mắt lại nằm ở đây nè bà? Tất cả là do tự nó chuốc họa vào thân thôi. Vì nó có đôi mắt tuyệt đẹp đã làm cho hoàng thượng mê mẩn cưới về làm hoàng hậu. Trong khi ta đã chuẩn bị sẵn để chờ đưa mẹ con về hoàng cung, cho nên ta sẽ lấy đôi mắt của nó gắn vào mắt của mẹ con. Còn đôi mắt của mẹ con ta sẽ để dành cho ta. Cái nước này để làm gì cho uống nha bà? Ý, không được, không được, không được. Lấy chén nước mà đổ vào cái lọ thì đôi mắt nó sẽ trở về chủ của nó. Hai con chuột này để dành con chơi phải không bà? Không được, không được. Hai con chuột này là sinh mạng của bà và mẹ con đó. Nếu bà con đập vỡ nó thì bà và mẹ con sẽ trở thành kiếp vật, không bao giờ trở lại thành người, con biết chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ không đụng tới nữa. Thôi ngồi xuống đây đi. Bà cháu mình gặp lại á thì phải uống rượu ăn mừng, đúng không? Đây rượu ngon nghe con, bà cháu ta phải sai cho nghiêng ngả luôn mới được. Đây bà cháu ta lâu lâu mới gặp được nhau, bà sẽ lấy rượu thịt cho cháu ăn dưỡng nha. Đây uống đi con, uống với bà đi. Uống. Cháu không biết uống rượu. Trời ơi tiểu yêu của bà, tại sao lại không biết uống rượu? Còn không uống phải không? Bà uống. Thôi bệ hạ, có một đứa bé tự xưng là hoàng tử, con của bệ hạ xin được ý kiến bệ hạ. Sao? Một đứa bé tự xưng là con ta, ai dám cả gan như vậy? Cho vào đi. Ngọc Như xin ra mắt phụ hoàng ạ. Ngươi có biết tội mạo nhận sẽ bị chém đầu hay không?
Ngươi nói ngươi là con của ta, vậy ngươi có bằng chứng gì để chứng minh điều đó? Đây là ngọc bội mà người đã tặng cho mẹ con trước cổng hoàng cung, lúc người gặp mẹ đầu tiên ở cổng hoàng cung. Đúng rồi, đúng là ngọc bội của ta rồi. Con hãy đứng lên đi. Muôn tàu, người đã hãm hại mẹ con chính là hoàng hậu nữ nương, và ta chỉ là một con chuột tu luyện hành tinh, giả dạng thành một cô gái đẹp quyến rũ của hoàng để được lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu nữ nương là yêu tinh à? Dạ đúng như vậy. Bà ta dùng bùa phép để mê hoặc phụ hoàng, để phụ hoàng lập bạch ta lên làm hoàng hậu đó. Thằng bé kia, người nói gì sầm bậy đó? Mũi sĩ đâu? Tìm nó ra chém đầu cho ta. Hoàng, con hãy nói tiếp đi. Hoàng thượng, chàng đừng tin lời nó, hãy đem chém đầu nó đi. Con nữa, mẹ của bà ta còn chặn đường móc mắt mẹ con lúc mẹ con ra khỏi hoàng cung đi tìm người thân. Cũng may giờ có sư ông đến cứu kịp thời. Lúc đó mẹ con mang thai con gần 2 tháng. Hoàng hậu, lời thằng bé này nói có đúng không? Hoàng thượng, chàng đừng tin lời nó. Đồ quân giả mạo, ta sẽ giết ngươi. Hoàng hậu, nàng không được làm vậy. Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Không còn ai binh vực ngươi nữa đâu. Cái tội của người dám chống đối ta. Dậy! Đừng, 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 đừng đập nó. Ta xin người, đừng. Bỏ nó xuống đi. Đồ yêu tinh hung ác, ngày tàn của mẹ con ngươi đã tới. Chúng mày không hại được ai nữa đâu. Không. Hoàng Nhi, con trai của mẹ, con dễ thương quá. Ủa, mẹ nhìn thấy con rồi hả mẹ? Mẹ nhìn thấy con rồi. Tại sao mẹ nhìn thấy được vậy hả con trai? Tại vì hai mẹ con yêu tinh đã bị tiêu diệt. Trả lại đôi mắt sáng cho nàng. Có lỗi với nàng. Chuyện đã qua rồi, xin hoàng thượng đừng áy náy nữa. Suốt mấy năm qua ta luôn nhớ tới nàng, nhưng vì yêu quái che mắt cho nên ta không đi tìm nàng. Mong nàng hiểu cho ta. Thiếp luôn tin hoàng thượng không yêu thiếp,